Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao là những thứ mà vua Hùng cần thời xưa để kén rể cho mỹ nương. Còn bây giờ là thời đại công nghệ đang phát triển, chắc chắn vua Hùng sẽ cần đến một chiếc laptop, đó là Predator Helios Neo 14. Tại vì sao? Tại vì nó sở hữu một con chip cực kỳ mạnh mẽ đến từ Intel Core Ultra 9. Và các bạn cùng theo dõi hết video này nhé. Đầu tiên về phần ngoại hình thì với thiết kế cực kỳ chắc chắn và hầm hố tôn lên vẻ gaming, cùng với đó là logo Predator đây được tô điểm bởi ánh đèn LED làm cho chiếc laptop của chúng ta trở nên sang trọng hơn. Màn hình 14,5 inch cùng với đó là tần số quét cực kỳ cao lên tới 165Hz và 100% sRGB và 3K. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm này NVDA Advanced Optimus sẽ giúp cho cái trải nghiệm hình ảnh của chúng ta nhận được cực kỳ mượt mà. Và khi chúng ta chơi những cái tựa game cao này cũng như là FPS hay là những cái tựa game mà nặng á, thì những cái chi tiết nhỏ nhất từ cái chiếc laptop này nó sẽ trở nên mượt mà hơn và không gây đến tình trạng cháy hình hay là giặt lag. Và chiếc laptop này trang bị bộ vi xử lý là con chip Intel Core Ultra 9 cực kỳ mạnh mẽ, cùng với đó là card đồ họa GeForce RTX 4060 hoặc là 4070 ở Helios Neo 14 này. Và khi mà chúng ta được trang bị những cái trang thiết bị tân tiến như thế này thì cái chiếc laptop mà chúng ta nhận được và mang đến cho chúng ta những cái trải nghiệm cực kỳ mượt mà khi chiến những cái tựa game nặng này, cũng như là những cái tựa game như AAA, FPS và đặc biệt là tựa game đang hot hiện nay đó là Black Myth Wukong. Nhắc đến các tựa game nặng này cũng như là chơi game trong một thời gian dài thì chắc chắn máy của chúng ta nó sẽ tăng nhiệt độ, cùng với đó là dẫn đến tình trạng giật lag này và giảm hiệu năng của máy, đúng không? Thì anh em yên tâm, chiếc laptop này nó sẽ trang bị bộ xử lý tản nhiệt cực kỳ chất lượng luôn, đó là hệ thống quạt đến từ Aeroblade 3D thế hệ thứ 5 này, cùng với đó là hệ thống ống tản nhiệt Lewis Metal. Đấy, nó sẽ giúp cho máy chúng ta luôn giữ một nhiệt độ ổn định này và đỡ bị giảm FPS. Còn chưa hết đâu anh em, vì là laptop gaming nên chắc chắn chúng ta sẽ được cá nhân hóa độ sáng của bàn phím RGB trên 3 vùng này, chuyển đổi giữa 4 chế độ làm việc, đó là Quiet, Balance, Performance, Turbo qua ứng dụng đó là Predator Scene. Nhưng mà như thế chưa phải là tất cả đâu mọi người ơi, trên chính chiếc laptop Helios Neo 14 này còn trang bị thêm một hệ thống âm thanh cực kỳ chất lượng luôn, đó là Verify Voice 2.0 và được hỗ trợ và nâng cấp bởi AI. Thì khi mà chúng ta chiến đấu cũng như là chơi game cùng với đồng đội á, thì chúng ta hay call đúng không? Nhưng mà chiếc laptop này nó sẽ hỗ trợ lọc âm thanh này cũng như là lọc tiếng ồn khi mà chúng ta chiến đấu hay là chơi game. Và các bạn cũng đừng quên là Acer đang diễn ra chương trình Back to School 2024, tốt nghiệp rồi nhận quà thôi, cùng với đó là bảo hành VIP 3S1 bảo hành nhanh quá 3 ngày 1 đổi 1 máy mới. Là Acer là hãng đầu tiên mà cam kết cho mọi người đó là không để mọi người chờ đợi lâu mà không có máy sử dụng. Và vừa rồi là tất tần tật những thông tin về chiếc laptop Predator Helios Neo 14 này. Và đây là một chiếc laptop thật sự mạnh mẽ trong tầm trung cao. Nếu mà các bạn đang lựa chọn nó thì hãy nhanh tay đến ngay các cơ sở của Hacom gần nhất nơi mà chúng ta đang sinh sống để sở hữu ngay về một chiếc laptop cực kỳ chiến như thế này nhé. Còn bây giờ đừng quên like, subscribe cũng như là bật chuông thông báo để nhận những thông tin mới nhất đến từ Hacom.